tình duyên trắc trở, kiến trúc sư người Nhật đi xét nghiệm ADN để tìm nửa kia đời mình. Ayumi Miyazaki, một nữ kiến trúc sư xinh đẹp, có sự nghiệp, nhưng đã 37 tuổi mà vẫn lẻ bóng. Trước sự dục dã và bài ca bao giờ lấy chồng từ bố mẹ, cô đã thử qua nhiều phương pháp hẹn hò, từ những bữa tiệc dành cho người độc thân đến quẹt phải quẹt trái trên Tinder. Nhưng dường như chẳng có điều gì khiến nữ kiến trúc sư cảm thấy hứng thú cả. Cuối cùng, cô Miyazaki quyết định trao hy vọng của mình cho khoa học nhờ thí nghiệm ADN chọn giúp cô người bạn đời lý tưởng. Chỉ với một chút nước bọt và một lần xét nghiệm, cô đã tìm được nửa kia của mình là Sun Orihara, 34 tuổi và đính hôn 2 năm sau đó. Toàn bộ chi phí cho dịch vụ ghép đôi này vào khoảng 36.000 yên, tức là khoảng gần 8 triệu Việt Nam đồng. Gen Partner giới thiệu cho tôi hai người đàn ông và dựa trên kết quả đường ADN thu thập thì chỉ có một người phù hợp. Người ấy cũng là hôn phu hiện tại của tôi, Miyazaki chia sẻ. Kể từ khi ra mắt dịch vụ vào năm 2015, Chieko Det, CEO giám đốc điều hành của Gen Partner cho biết, công ty đã ghép đôi thành công 18 cặp vợ chồng. Những cuộc hôn nhân bền vững của khách hàng cũng chính là mục tiêu mà cô hướng tới. Theo đó, xét nghiệm ADN dựa trên cấu trúc sinh học để tìm ra người có mã gen phù hợp làm bạn đời của mình qua sự bổ khuyết cho nhau. Nhưng đây không phải là tất cả, khả năng tương thích đa số còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội khác. Mặc dù vậy, hình thức ghép đôi này vô cùng hữu ích trong việc giúp mọi người có lựa chọn đúng đắn và dễ dàng hơn. Ở các nước châu Á, điển hình là Singapore, Nhật Bản, các dịch vụ ghép đôi ADN đang dần xuất hiện. Vậy nên hội FA Việt Nam cứ bình tĩnh, lại có thêm một phương pháp giúp nhau thoát ế nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.